Vào chiều qua tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu đã có nhiều biện pháp quyết liệt sáng tạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động soát xét điều chỉnh lịch công tác phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đến nay, quân khu đã hỗ trợ các địa phương lấy hơn 26.000 mẫu xét nghiệm COVID-19, tiến hành xây dựng, sẵn sàng đưa vào hoạt động các bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu, đưa vào vận hành kho vaccine của quân khu. Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích, bàn các giải pháp bảo vệ và mở rộng các vùng xanh, nhanh chóng tiến tới làm sạch các vùng có dịch COVID-19, đồng thời đã kiến nghị các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.